Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở kinh 5 của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang các bạn ơi. Hôm nay thì mình đến nhà của anh Quân nè, anh coi cho luôn một gốc mai. Lúc này nói chung là cũng hơi bị khủng các bạn. Bộ đế á, đế khoảng 5 mét các bạn. Chu vi á, phía lưng, sau lưng mình nè. Tàn thì thôi khỏi chê luôn. Dọc đầu vô quay chi tiết cho các bạn xem. Anh em nào mà thấy ok thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Quân để thương lượng giá cả các bạn. Đây. Rồi, dọn đầu vô quay chi tiết cho các bạn xem. Đây là bộ đế các bạn. Cái thân này. Đế là thuộc hàng khủng luôn các bạn. Anh em quan sát và cho mình nhận xét nha. Anh em tham khảo video rồi đừng quên cho mình một lượt like và đăng ký các bạn để theo dõi những video mới nhất của mình. Nghe không ơi? Nghe không ơi? Sao là ủng hộ mình mà để mình có thêm nhiều động lực để mình tìm kiếm thêm nhiều gốc khủng nữa. Qua chia sẻ cho các bạn xem. Phụ đế hết biết luôn bạn. Anh em quan sát cho mình nhận xét nè. Nghe không ơi? Cái số hoành này lúc nãy mình có đo rồi. Chưa, 103. Còn phía trên một xíu là nó 97 nha các bạn. Lúc này không phải dạng dừa các bạn. Mình quay đế cho các bạn xem trước rồi xíu nữa mình sẽ ra mình quay cái nguyên bộ tàn luôn. Đế như thế này mà tàn là cũng hơi vip rồi. Đây bạn. Chi cành ở đây. Cái này nó lên khoảng 3 tấc bạn. 3 tấc nó mới xây tàn ra. Nó đâm ra cũng rất là nhiều tược. Khoảng 9 tược các bạn. Làm như bộ trang. Để đều tất cả các mặt luôn. Chỗ nào cũng có hết. Cái này có nhau luôn nha anh em. Đây là mấy cái chiếc cành bên trong nè. Điều gian luôn. Cái này được anh Quân cho biết nó có khoảng 100 năm rồi các bạn. Bông thì 5 đến 8 cánh. Bông chùm. Bộ tàn rất đều bạn. Mình quay chung chung ở phía đèn xíu nữa mình ra mình quay cái bộ tàn thật chi tiết cho các bạn xem. Đây là mặt bên đây nha bạn. Bộ đế mình thấy mình khủng hoảng luôn. Cái này anh em mà thiện chí á, mình đến tại nơi luôn bạn, mình xem mình mới thấy được cái gõ cái bộ đế này thế nào bạn. Tại đây đất sình thôi bạn nè. Cái này thì khi mình đến thì anh Quân chủ cây anh đã môi đế hết rồi bạn. Lúc trước thì nó chỉ có mấy cái để ghế nó thương lưa thưa trên bạn. Bây giờ anh môi ra hết luôn, bài hết luôn. Cho anh em nào mà quan sát cho kỹ rồi có thể thích thì liên hệ với anh. Tàn rất là đều các bạn. Chi cành này xung đột luôn. Còn mặt bông thì anh em cứ yên tâm. Bông thì anh bao bông luôn. Bao đẹp. Hôm nay do mình nhiều công việc các bạn, mình không có thời gian sắp xếp để mình chia sẻ cho anh em. Video nó hơi hạn chế và anh em thông cảm. Ở đây là huyện Tân Hiệp của tỉnh Kiên Giang. Anh em nào gần đây có thể đến tham quan gốc mai này bạn.
rồi mình không ghi lưu được thì mình có thể xem, mà mở mang tầm mắt. Đây này các bạn nhìn thực tế ngoài rất là khủng hoảng nha. Nó không phải một thằng một cốt mà nó có cái viên viên vậy, bộ đế chi cành nó cũng rất là đều. Quay sơ sơ lại bộ đế cho các bạn xem lại. Anh em nào biết ở đâu có mai khủng hay là mai VIP đó, anh em có thể nhắn tin cho qua Zalo mình bạn, cho mình số thông tin. Rồi giật đầu ra mình, cái này khoảng đứng mình đứng xa ra mình quay nguyên cái bộ tài cho các bạn xem. Đây cái này là mình đứng khoảng hơn 10 mét đó bạn, chưa quay hết cái tàn này, tàn rất là đều các bạn, rất là viên, tất cả các mặt đều có, không có thiếu bên nào. Giờ trưa nắng nó hơi chói các bạn ơi, giờ cũng gần 11 giờ rồi. Anh em nào muốn sở hữu gốc này thì có thể liên hệ với anh Quân các bạn. Số điện thoại thì mình để trên phần tiêu đề đó. Cái chiều cao cái tàn này thì mình nghĩ nó khoảng trên 5 mét các bạn. Có thể hơn 5 mét. Tại mình phỏng thôi, không thước đo các bạn. Còn cái tàn ngang thì nó khoảng khoảng 6 mét. 6 mét có thể có trên. Theo anh Quân chia sẻ thì tết các bạn, đỉnh điểm á, cây này chỉ thấy bông thôi các bạn, sệt cây luôn. Nói chung cái cây nó chi cành này kia rồi, đế chi cành thân đồ có thể mình cắt sửa được bạn, nhưng mà cái bông có thì không thể sửa được, bông thì không có tạo được, đế cũng không có tạo được các bạn ơi. Cây này là khá là viên, anh đứng phía vào hàng rào. Đây là Kinh Năm, quận Tân Hiệp các bạn, tỉnh Kiên Giang. Lúc trước thì mình cũng có quay một cây ở Kiên Giang của anh Tư các bạn, cây hoành 120 đó. Anh em là có xem video thì của mình thì cũng biết rồi đó. Cây này cũng gần đó các bạn, nó cách khoảng mười mấy 20 cây số rồi đó. Anh em nào muốn biết tận mắt xem cây mình này ra sao đó, có thể liên hệ với anh Quân để anh chỉ đường các bạn tới xem bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Hẹn các bạn vào ngày mai vào lúc 18 giờ chiều trên kênh YouTube Dương Hữu Thắng nha các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ. Các bạn video rồi ưng ý thì có thể liên hệ với anh Quân để giao lưu nha các bạn.